Đấy, c'est parti, c'est pas vraiment. Chào mọi người nhé. Chồng mình đến đại lộ Champs-Élysées ở Paris để mình muốn quay cảnh Champs-Élysées Noel vào buổi tối. Hôm nay thì trời nó đã tối lên luôn nha. Bây giờ mình cùng mọi người được ta lòng cơm đó là trời hơi ẩm ướt nhưng mà chưa có đèn, hồi chắc đi về phía xa kia mới có đèn. Đông người quá trời, những cây thông này rất là đẹp. Đây, tiệm nước hoa giọt. Đây là một bộ phận của Galerie Lafayette, tiệm Galerie Lafayette ở đây. Monophy, Chanel. Đây tủ kính trưng bày nước hoa Chanel. À, ghé vào đây coi cái cây thông ở đây. Đây tiệm bán đồ nhỏ nhỏ thôi. Bán đồ từ bánh, các loại bánh, quà Noel, bánh mì. Hoa châu rất là đẹp ha. Tại gần ha. Để các những quà bán ở đây. Đây là những cái hình mẫu. Đây là chỗ bán những cái đồ nhãn hiệu của Disney. Trước mặt mọi người là rạp chiếu phim của Champs-Élysées. Đây là mọi người đang trên đại lộ Champs-Élysées thuộc quận 8 nha. Biết đây là một chỗ bán đồ gì mà nhìn giống như là vô chỗ khu trò chơi vậy. Trời đang đổ mưa lâm tâm nha mọi người. À, đây là tiệm bán giày Foot Locker. Bên trái bên phải là quán ăn của cái vùng này. Cái đường là cái xe buýt để đi vào Paris nè. Nhưng mà trời mưa này thì chắc ở trong chứ không ai ở trên trời nắng thì mới lên trên cao được ha. Người ta nói là khi trời bắt đầu sập tối thì họ bắt đầu mới để đèn, bật lên cái đèn dọc hai bên đường. Bây giờ bắt đầu đèn bắt đầu bật đây nè. Đây là ánh đèn dọc theo đường Champs-Élysées. Đại lộ Champs-Élysées.
Paris là kẹt xe nhiều lắm nha. Và đại lộ Champs-Élysées đây. Và trước mặt mọi người là Khải Hoàn Môn, Arc de Triomphe. Đây là Khải Hoàn Môn, Arc de Triomphe. Mais si tu tournes la tête... Bây giờ mọi người thấy cánh đèn đó, họ bắt đầu họ đổi màu từ vàng bằng đèn chớp đây. Trước mặt mọi người phía xa xa đây là Arc de Triomphe, Khải Hoàn Môn nha. Bay đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng với những cái ánh đèn treo dọc hai bên đại lộ. Là bên đây khi mà đèn đỏ thì có hiện cái đèn xanh cho người đi bộ đi qua đường nha. Thì bây giờ bắt đầu mình đi qua đường thì tất cả xe họ dừng lại ha. Bên kia mình cũng thấy treo đèn vàng rất là đẹp. Bây giờ tụi mình đi qua bên kia để quay phim nha. Ở đây cái hồ nước hơi cạn nè, nhưng mà nghĩ chắc mùa hè thì họ để nước phun ở đây. Và đây là một cái đại lộ, mình không biết là tên gì, mà nó cũng gần đại lộ Champs-Élysées. Thì đây mình nhìn thấy nè, mọi người thấy bên tay trái là cái tháp Eiffel ha. Con đường ở đây trang trí đèn rất là đẹp ha, đèn rực rỡ. Và đây là trước mặt mọi người là một cái tiệm bán đồ Gucci. Và rất nhiều người đang xếp hàng để vào tiệm này để mua túi xách. Người ta xếp hàng mua túi xách đây rất là nhiều. Đường rất là đẹp. Đây là cái tiệm bán đồ hiệu Dolce & Gabbana. Trước mặt mọi người là Ralph Lauren. Ralph Lauren. Thì đây là Chloe. Trên dãy đường này là toàn những cái đồ hiệu không ha. Đây là thấy Yves Saint Laurent nè. Những người đi ra nước ngoài qua Pháp là mình cũng biết là hay đi tới những cái tiệm đồ hiệu để mua đồ đem về nước bán lại. Lại được rẻ 20% tiền thuế thì vậy. Đây là tiệm đồ hiệu Barbara Vi. Bùi này là dĩ nhiên là người thiết kế là người Việt Nam vậy đó, cho họ Bùi. Tiệm nhà rất là đẹp. Đang đi trên đường gọi là Avenue Montaigne. Đây là đồ Chanel. Đây là đồ Chanel. Đồ Chanel. Túi xách Chanel à. Wow. Đẹp.
Đầm Sa Na. À, đây là đồ Sa Na đây. Mốt Sa Na năm nay đây. Túi sắt kiểu này. Đây là các loại túi sắt bóp giày Chanel nha. Sao cút không giá? 1.500 euro. 1.500 euro. 10.000 là 1.500. Túi sắt là 4.600. 4.300. Giá nữa. Đây, là mốt túi sách Chanel năm nay đây. Bên kia là một loại giày nữa. Này là đồ bijou, đồ trang sức Chanel. Đây là đồ trang sức Chanel. À, trời. Mày cái đồ hiệu gì đây? Hiệu Ores. Bao nhiêu? À, cái nón đội 110 euro. Cái quần là 495 euro. Cái áo ngắn là 225 euro. Áo khoác là 820 euro. Đây là đối diện là tiệm Versace. Hiệu Loco Yana. Tôi Yana bán giá sao đây cho mọi người coi giá nha. À, một cái áo manto là 6.250 euro. Cái áo quần, cái áo thun là 3.450 euro. Cái quần là 550 euro. Giày là 950 euro và cái nón đội là 620 euro. Đây. Cái áo manto 6.200 mấy chục euro đây. Và nón đây. Đây là hiệu Loco Yana. À, đây là tiệm Givenchy. Chà, một cái đầm ở đây là 6.020 euro. Nữ trang 1.800, giày 895 euro. Túi sách là 4.400 euro. Này cũng đẹp quá trời nè, giày túi sách đẹp quá trời. Đây là hiệu Jimmy Soho. À, và đây là một cái tiệm
cái như biểu tượng của hiệu khí xăng do thì mà trang trí rất đẹp. Avenue Montaigne là đại lộ Montaigne xin lỗi, là quận 8, thuộc về quận 8. Đây là một cái nhà hàng nổi tiếng ở trên đường, rất là đẹp. Avenue trong này. Bên cạnh là đối diện là tiệm nổi tiếng, tiệm bán đồ nội thất. Đây là hiệu Paco Rabanne. Coi đồ đây làm sao nha. Vâng, áo đẹp không? Đồ đây là chắc là đắt rồi. À, một cái Jeep ở đây là 4.500 euro. Và cái áo trên là 790 euro. T'as vu le prix? 4.500 euro. Quá đẹp. À, đang quay thì có cái xe ngựa để cho khách du lịch đi qua. Đi khách du lịch đi dạo ở trên đường phố Paris giống như kiểu hồi xưa. Do là nguyên cái dãy nhà này cho qua tới bên kia luôn là của Do. Masmara. Chạy kilo 3 về đi.